Chào mừng các em trường học trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Cô tên là Dương Thị Minh Hương, dạy bộ môn giáo dục công dân lớp 6. Chúng ta đã học bài thứ 3. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ sang tiếp bài tiếp theo. Đó là bài số 4. Các em vào tiếp 10, bài 4, bài tôn trọng sự thật. Mời các em mở sách ra. Yêu cầu cần đạt trong một môn giáo dục công dân của bài số 4 này, chúng ta hãy nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật. Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật. Luôn nói thật với người thân, bạn bè, thầy cô và là người có trách nhiệm. Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật. Trước hết, các em vào phần khởi động để cùng trao đổi, thảo luận. Phần khởi động, chúng ta hãy cùng trao đổi, thảo luận trong tình huống ở sách giáo khoa. Cô mời các em mở sang trang số 19. Các em hãy đọc tình huống sách giáo khoa và trả lời cho cô. Nếu em là Bình và Hưng, em sẽ lựa chọn cách ứng xử như thế nào? Vì sao? Trong trường hợp này, bạn Minh bảo với cô giáo là xe bị hỏng giữa đường. Chúng ta hãy có thể là cùng nhau trả lời câu hỏi này. Các em thấy Bình, Hưng và Minh cùng đi học. Trên đường đi, Minh rẽ vào cửa hàng đồ điện tử nên để lập muộn, nhưng lại Minh lại bảo cô giáo là xe hỏng giữa đường. Vậy nếu em là Bình và Hưng thì em sẽ chọn cách ứng xử như bằng Minh không và vì sao? Cô mời các em trả lời. Vậy thì đáp án cô đưa ra là gì? Các em thử đóng vai bằng Bình, bằng Hưng và bằng Minh. Vậy các em thấy là bằng Minh, trong trường hợp này bằng Minh có nói sự thật hay không? Có tôn trọng sự thật hay không? Chắc chắn là chúng ta thấy rằng bằng Minh là trong trường hợp này là Minh đã không thể hiện sự tôn trọng sự thật mà nói dối. Nếu là em thì em sẽ thế nào? Nếu em là Minh và Hưng thì em cách xử sự thế nào? Các em hãy đưa ra lựa chọn của mình. Một là nói thật, hai là xin lỗi cô giáo và sửa sai. Để lần sau không đi chơi điện tử nữa hay là đi chơi giữa đường nữa. Câu chuyện thứ hai về hoạt động về trải nghiệm, xin lỗi, hoạt động về khám phá. Thì trong này có câu chuyện về Galilei và chân lý dù sao trái đất vẫn quay. Mời các em xem tranh, quan sát tranh màn hình và sách giáo khoa để các em đối chiếu. Đây là nhà bài học Galilei. Đây là hình ảnh quả đất. Copernic, nhà khoa học Galilei, nhà khoa học sinh năm Copernic sinh năm 1473 và mất năm 1543. Galilei sinh năm 1564, mất năm 1642. Cũng có thể giới thiệu cho các em một số cuốn sách tham khảo, đó là thuộc đẳng giả thật, giả tật. Sự thật mất lòng, thuộc đẳng giả tật, sự thật mất lòng. Không có gì mạnh bằng lẽ phải ở trên đời. Và câu chuyện là ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Hoặc là câu chuyện mật ngọt chảy trôi, những nơi cay đắng là nơi thật thà. Em tham khảo những câu chuyện này đọc rất là bổ ích, rất là hay, thú vị.
Bây giờ mời các em đọc câu chuyện về Galilee, chân lý dù sao trái đất vẫn quay. Cô có thể đọc cho các em nghe một lần xem em thấy là câu chuyện này là như thế nào. Cô tóm tắt thì thời Hy Lạp cổ đại, có người quan niệm rằng trái đất là đứng yên, là trung tâm của vũ trụ. Mặt trời, mặt trăng và các thiên thể quay quanh trái đất. Nhưng mà theo Galilei, là một nhà thiên văn học, nhà vật lý, nhà toán học và nhà triết học người Italia, thì ông lại ủng hộ cái quan điểm cho rằng mặt trời chính là trung tâm của vũ trụ và trái đất cùng mọi hành tinh đều xoay xung quanh nó. Vậy thì trong câu chuyện này, theo các em thì Galilei nói đúng hay là sai? Ở cái thời điểm đó, thời kỳ lịch sử đó, thì Galilei không thể đấu tranh lại với chân lý của mình và cuối cùng là bị xử tội. Nhưng mà trước khi chết thì Galilei vẫn nói rằng dù sao trái đất vẫn quay, để minh chứng cho cái lời nói của ông là sự thật. Và ông là một nhà khoa học, là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà toán học, nhà triết học, cho nên là ông đã khẳng định cái chân lý của mình, mặc dù biết rằng nói sẽ không được cái thời kỳ đó chấp nhận, nhưng ông vẫn nói, thể hiện ông là một người như nào cái là một người biết tôn trọng sự thật. Đó chính là nội dung cái câu chuyện mà chúng ta vừa tìm hiểu, đó chính là tôn trọng sự thật. Dù sao trái đất vẫn quay, biểu hiện cái chân lý không thể thay đổi được. Nhưng mà thời điểm đó thì để chấp nhận cái điều này thì rất là khó. Các em sang cái hoạt động. Và khi ông đã chứng minh được điều đó thì mà giáo hội lúc đó không chấp nhận, vào ngày 22 tháng 6 năm 1633, Galilei đã bị đưa ra trước tòa án để xét xử. Tương truyền rằng sau khi bước ra khỏi cửa tòa án, ông đã bực tức nói to, dù sao trái đất vẫn quay, thể hiện cái chân lý tôn trọng sự thật của ông, mặc dù là ông đã không thể sống được trong cái thời kỳ đó. Nhưng sau này thì các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh được cái lời nói của ông là tôn trọng sự thật. Các anh xem về nhóm. Phiếu bài tập trong này có thực đơn, hoạt động nhóm thực đơn, hãy tìm ra từ ngữ nói lên sự thật trong câu chuyện trên. Món thứ hai, câu nói nổi tiếng của Galilei là dù sao trái đất vẫn quay, chứng tỏ ông là người như thế nào. Món thứ ba là sự thật là gì. Món thứ tư là tôn trọng sự thật là gì. Chúng ta hãy thử vào một cái nhà hàng và gọi những cái món ăn, và những cái câu hỏi này là những cái món ăn thứ tư. Món ăn thứ nhất, hãy tìm ra từ ngữ nói đến sự thật. Món thứ hai là câu nói nổi tiếng của Galilei, dù sao trái đất vẫn quay, chứng tỏ ông là người như thế nào, vì sao. Món thứ ba là sự thật là gì. Và món thứ tư là tôn trọng sự thật là gì. Bây giờ các em hãy chọn món thứ nhất, hay món thứ hai, hay món thứ ba, hay món thứ tư. Mỗi món là một câu hỏi, chúng ta cùng hoạt động nhóm. Từ ngữ nói lên sự thật trong câu chuyện này là gì? Từ ngữ nói lên sự thật đó là gì? Là quan điểm mặt trời là trung tâm của vũ trụ và trái đất cùng mọi hành tinh đều quay xung quanh nó. Đó là quan điểm sự thật.
Quan điểm từ ngữ nói lên sự thật. Và câu nói sự thật mà các em chọn đó là gì? Câu nói thứ hai nổi tiếng, câu nói nổi tiếng của Galileo đó là dù sao trái đất vẫn quay, chứng tỏ ông là người như thế nào. Mặc dù là bị sự tội không chấp nhận sự thật đó, nhưng mà ông là vẫn kiên quyết nói rằng là dù sao trái đất vẫn quay, chứng tỏ ông là một người biết tôn trọng sự thật. Vì sao? Vì ông là người biết tôn trọng chân lý. Vậy thì sự thật là gì? Sự thật có nghĩa là chân lý. Sự thật có nghĩa là chân lý, là lẽ phải. Món thứ tư là tôn trọng sự thật là gì? Tôn trọng sự thật có nghĩa là gì các em? Tôn trọng sự thật là luôn nói thật với người thân, với mọi người, với những người có trách nhiệm, và không đồng tình hoặc nói dối hoặc che giấu sự thật. Đó là sự tôn trọng sự thật. Bây giờ đáp án của cô đưa ra đó là gì? Cái món thứ nhất mà chúng ta chọn đó là quan điểm mà Galileo ủng hộ, trái đất mới là hành tinh quay xung quanh mặt trời, là trái ngược với quan điểm thời ông đang sống, bị cho là chống đối. Galileo đã bị đưa ra trước tòa án để xét xử. Tương truyền rằng sau khi bước ra khỏi tòa án, ông đã bực tức nói to, dù sao trái đất vẫn quay. Món thứ hai là câu nói nổi tiếng của Galileo đó là dù sao trái đất vẫn quay, chứng tỏ ông là người tôn trọng sự thật, vì ông là biết đó là sự thật và nhất định phải khẳng định nó. Món thứ ba, sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. Món thứ tư là tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. Như vậy chúng ta đã vào một trò chơi đó là nhà hàng Galileo với những cái món thực đơn mà chúng ta đã đưa ra và đã chọn những cái câu hỏi, chọn những cái món ăn nó phù hợp với nội dung bài học. Các em có thể đọc lại một lần nữa. Cô nhắc lại, trong này yêu cầu chúng ta phải hiểu được vì sao phải tôn trọng sự thật, nhận biết được một số những biểu hiện tôn trọng sự thật và vì sao phải tôn trọng sự thật. Đó chính là cái nội dung bài học mà cô muốn chuyển đến với các em qua câu chuyện về gậy nhà hàng Galileo. Vậy thì để rút ra cái khái niệm bài học đó là gì? Đó là sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực, phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. Và tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. Các em ghi bài vào vở. Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống. Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. Và đây chính là khái niệm của sự thật và tôn trọng sự thật. Phần này các em ghi chép và học thuộc cho cô.
Kém sao theo kỹ thuật cắt mảnh ghép giai đoạn 1 nhóm chuyên sâu. Nhóm 1, việc học sinh cần làm để thầy cô biết. Bạn ngồi bên cạnh hay nhìn bài của mình được điểm tốt. Bạn em sẽ là điền vào những ô này. Một nhóm bạn mất đoàn kết hoặc cãi nhau. Bản thân của mình không học bài làm bài tập ở nhà. Nhóm 2, việc học sinh cần làm bị bố mẹ biết, bị điểm kém trong học tập, bị bạn trong lớp trường bắt nạt. Nhóm 3, việc em cần làm khi chứng kiến kẻ gian lấy trộm đồ của người khác hay hành vi cố tình làm hỏng công trình công cộng. Em hãy chia sẻ kiến thức vòng chuyên sâu. Giai đoạn 2, nhóm mảnh ghép. Từ trao đổi trên, em hãy cho biết tôn trọng sự thật có biểu hiện như thế nào trong cuộc sống. Em hãy ghép những cái ô tròn này với nhau. Đáp án, các em nhìn thấy đáp án và hình dung xem là mình đã làm đúng chưa? Hoạt động nhóm. Trò chơi tiếp theo là trò chơi tiếp sức đồng đội. Chúng ta ở lớp chúng ta hay chơi trò chơi đó là nhánh tay nhánh chân. Bây giờ cũng là một hình thức trò chơi tiếp sức đồng đội. Bây giờ chúng ta hãy cùng tham gia trò chơi này. Đội 1, tìm những biểu hiện tôn trọng sự thật. Đội 2, tìm những biểu hiện trái với tôn trọng sự thật. Luật chơi, số người tham gia là cả lớp. Cách thức, chia lớp làm hai đội theo dãy bàn. Mỗi dãy cử 5 bàn đại diện, lần lượt viết biểu hiện không được lặp lại câu của người khác. Thời gian 5 phút, thảo luận 3 phút. Trò chơi này cũng giống như ở lớp chúng ta, đó là trò chơi nhanh tay, nhanh chân, nhanh tay lẹ mắt, nhanh tay nhanh chân. Và hôm trước cô đã rất là thích kỳ trò chơi, những trò chơi này các em tham gia rất là hào hứng, rất là vui vẻ. Như là bằng Nga, bằng Khoa, bằng Linh, bằng Thi, bằng Thiên Thanh, bằng Băng Nghi, bằng Huy, bằng Quốc Bảo, vâng, là những bạn rất là năng động. Bây giờ chúng ta hãy thể hiện xem nào. Các em tưởng tượng chúng ta đang ngồi đứng lớp và chúng ta chia làm hai dãy đồi, hai dãy bàn. Và mỗi dãy bàn như vậy, 5 bàn đại diện để mà trình bày hay là viết những cái biểu hiện và những người khác không được lặp lại. Các em thử viết vào giấy của mình. Vậy thì từ qua trò chơi này chúng ta sẽ rút ra cái ý nghĩa, xin lỗi, biểu hiện của tôn trọng sự thật. Biểu hiện của tôn trọng sự thật đó là gì? Cô đưa ra đáp án cho chúng ta đó là gì? Học sinh nói đúng sự thật về thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Người dân nói thật, cung cấp đúng thông tin với những người có trách nhiệm, nhận xét đánh giá đúng sự thật, dù có thể không có lời cho mình. Cái có thể liên hệ đến tình hình hiện nay, trong tình hình dịch Covid. Biểu hiện của tôn trọng sự thật đó là gì? Nói đúng sự thật. Chúng ta nghe một thông tin mà chưa chính xác, chúng ta không nên là tuyên truyền. Rồi người dân nói thật, cung cấp đúng thông tin. Chúng ta liên hệ đến tình hình Covid, dịch Covid hiện nay, thì có trách nhiệm khai báo thông tin kịp thời chính xác để truy tìm dấu vết những người mắc bệnh dịch Covid, để nhà nước, cộng đồng có trách nhiệm chung tay đẩy lùi dịch Covid. Và chúng ta nên tôn trọng sự thật, mặc dù điều đó nó có thể không có lời cho mình. Ví dụ như là
khai báo đúng sự thật về dịch COVID để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Mặc dù bản thân mình nếu như mà có mắc bệnh COVID thì mình cũng nên khai báo thật để có cái nhà nước cũng như là cộng đồng có trách nhiệm, có cái cách để mà xử lý kịp thời, nếu không sẽ lây nhanh ra cộng đồng, làm ảnh hưởng chung đến đời sống của mọi người, đến hình bệnh của mọi người. Đó chính là biểu hiện của tôn trọng sự thật. À, cô rất là tuyên dương bạn Nguyễn Công Gia Bảo, vừa qua bạn đã kịp thời để báo cho cô thông tin vừa qua của lớp số 1. Các em chép phần này vào vở cho cô, phần B biểu hiện của tôn trọng sự thật. Là theo là phần và cô dặn dò về nội dung bài học thì có em về nhà học cho cô phần A, phần B. Phần A là phần khái niệm, phần B là phần biểu hiện. Phần khái niệm về sự thật và tôn trọng sự thật. Sự thật là gì, tôn trọng sự thật là gì, và phần biểu hiện như chúng ta vừa mà ghi xong bài ghi xong thì các em học bài cũ thật thuộc và chuẩn bị cho tiết hai, đó là phần làm luyện tập, thực hành luyện tập, phần bài tập sách giáo khoa các em tham khảo ở phần sau nội dung bài học. Thì học nay chúng ta dừng lại đây và học tốt, tạm biệt các em học sinh lớp 6.